khách mời chúng ta ngày hôm nay, nghệ sĩ Hoàng Mập. Đó, thấy chưa? Nói mà ảnh xuất hiện là nụ cười nở liền. Lúc nào cũng cười ha. Đúng rồi. Dạ. Mà cười thì là nhiều bữa nay nè. Thì sao anh? Quyền nói xấu vợ. Nói trời anh đi về. Anh có hứa với lại tất cả mọi người là ngày hôm nay những gì anh chia sẻ đều là 100% sự thật hay không? Đúng. Anh trung thực lắm. Thiệt không? Anh khai đàng hoàng, anh không có gì để mồi thiệt. Nếu mà không có vợ anh ngồi ở đây. Hiện tại vợ anh đang ngồi ở đâu? Vợ anh thường ở nhà. À. Nhưng mà chương trình này nếu phát sóng giờ nào thì giờ đó anh sẽ ngủ, vợ anh uống cà phê. Mà những cái chuyện anh khai là chuyện động trời không đó. Anh chưa bao giờ khai với ai hết trơn. Trời ơi, tôi muốn bắt đầu số này liền quá trời ơi. Rồi bây giờ là những thông tin đầu tiên mà các bạn khán giả cần biết. Hiện tại bây giờ nhà anh mấy lứa? Hai lứa. Trai gái thì sao? Bao nhiêu tuổi? Hai đứa con gái. Hai đứa con gái. Đứa rồi. Đầu thì 20 tuổi. 20 tuổi, ồ cũng lớn rồi. Đang học đại học năm thứ 3. Còn đứa thứ hai? Anh đứa thứ hai thì học lớp 7, sinh 2007, tuổi con heo. Hoàng và Dung biết nhau lâu rồi, giống như là ngày xưa ta nói là tắm mưa ở chuồng á. Thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã, nhưng mà ngày trước là Hoàng không hề để ý vợ mình. Mà mình kêu là Dung đen, thì bà hơi bị đen đen. Hồi đó lớp 9, lớp 10, 10, 11 đó. Chú dưới quê tập trung với lộn, ấm. Anh bị quánh vào sân con mắt. Nhà của bà có một cái ghét ở dưới quê á. Anh chơi rất là thân với cậu út của vợ anh. Mà lúc trước anh kêu ba mẹ vợ là bằng anh chị. Tại vì ba mẹ vợ của anh là bằng tuổi với chị hai của Hoàng. Cậu út cũng bằng tuổi mình. Bé kia nó kêu mình bằng cậu. Cái quánh lộn xong cái tối về nhức con mắt quá, nằm trên ghét. Cái mình thấy một người con gái đi lên. Ê, nằm ngửa cái đi. Nói vậy, chú lụt học gà nè. Chú lăn cho ông. Cái lộn lặng chi sưng con mắt ngày mai sao đi học. Sưng phù mắt hết trơn ngày xấu á. Cái mà nhầm xuống. Cái ban đêm mình mơ mơ màng màng á. Thấy ba lăn con mắt bên đây. Nhìn, ú, nhỏ đen nó đẹp mày. Xinh nha, dễ thương nha. Bắt đầu mê. Đó, từ đó mới để ý mới cua bả. Vậy là chuyện tình của anh bắt đầu từ trứng hột gà. Đúng, mà bắt đầu từ một con mắt. Khi mà mình mở hai con mắt mà nhìn hoài người ta không có đẹp. Mình nhắm bớt một con. Mình nhìn một con thì người ta rất đẹp. Ghê, ghê à. Cái câu này mới ghê này à. Mới chiêu này mới. Sau này khi thành vợ thành chồng ở với nhau vậy đó, đừng mở hai con mắt. Nhắm bớt con mắt lại thì gia đình sẽ hạnh phúc. Vậy à. Em nhắm bớt con mắt thì em sẽ nhìn thấy cuộc đời sẽ đẹp lắm. Cái gì xấu qua bên này, cái gì đẹp lùa về bên này nhìn. Từ cái lúc mà là hai anh chị bắt đầu tìm hiểu nhau thì bao lâu hai anh chị sẽ tiến tới hôn nhân? Từ lúc mà kêu ba mẹ người ta bằng anh chị, chuyển qua kêu chú bác nó gượng lắm. Và ở dưới quê á, là người ta xem tuổi nhau là người ta tự nhiên người ta mặc định là bà con hoặc là dạng. Và khi hai đứa yêu nhau thì mình tuyên bố chuyện đó lên thì cả bên gia đình mình không ai chịu. Nói là, ủa mày kỳ vậy? Tự nhiên mày cưới con vợ cái tự nhiên cả dòng họ chung với sạn chơi vậy? Tôi có ở Sài Gòn, bà xã mới điện thoại. Em đi khám thai, em có bầu rồi. Có bầu rồi, sao ta có bầu rồi? Bữa rồi. Hay tin có bầu là đang ở ngoài quê. Cái lúc mà là có bầu xong á thì là chắc chắn là cái khoảng thời gian mà là anh chăm sóc cho vợ á khá là cực. Khi mà có bầu á đó còn ở nhà thuê. Tối về cái khuya 12 giờ 1 giờ 2 giờ đòi ăn cái món động trời mà. Ví dụ món chao. Anh có thể mua chao về mà. Cũng mua được chao, kiếm được chao biết mua đâu. Ra mấy cái vịt nấu chao á. Mua vịt nấu chao về, xin thêm ủ chao, xin thêm chao cục, về đưa cho ba ăn chao, mình ăn vịt nấu chao. Hèn gì giờ anh về em cũng hiểu. Không, mà đem về xong cái bữa đi. Không, em thèm nữa, em ăn chao nữa. Nó cái gì với bà hầm chứ quá gì bà. Nhờ hành gì ông mới có cái nồi vịt lẩu cha anh nấu cha ông ăn nè. Còn anh Phong, chị nhà lúc mà là mang thai bé rồi có ngén nhiều không? Quá trời luôn. Vợ mình có thể ngửi được cái mùi rất là xa hàng nhiều cây số. Quá, ghê vậy. Giống như là có những cái khả năng đặc biệt luôn. Đặc biệt như là cấu gác nè. có rất kể cho nghe. Chợ mình nói lạ lùng lắm. Mỗi lần đi khám thai, đăng ký ở bệnh viện đi dược gì đó
Nó nói thôi em sáng đi khám thai anh chở em đi. Sáng cái bà đi hoài, bà đi tự đi mình. Nó bà giận mình. Nói em sao không cho anh đưa em đi mà đi mình vậy. Bà nói vô ông đó ông làm gì, ông cũng ngồi thôi. Tôi khám có khám ông đâu. Tôi thấy mấy bà đàn bà đó tự nhiên rồi khám thai cái ngắt nghéo chồng chửi chồng. Tào lao, mình đẻ con thôi mà. Nói bà này lạ lùng ta. Chắc là bà muốn chửi mình hay bà giận mặt mình hay gì đó. Mình theo dõi. Mình thật sự là hai đứa con là vợ mình tự đi khám thai mà không cho mình đi. Cái ngày sanh của bả mình không có mặt luôn. Nghĩa là hai đứa con sanh đều không có mình. Mình về tới là đã sanh rồi. Anh không có ở bên cạnh chị là do anh muốn như vậy hay là chị bắt? Thời đó là cái thời tấu hài. Thời quay hài kịch, thời diễn kiếm tiền. Thì một đêm mình có thể kiếm được 100 mấy 200 ngàn. Ngày đó là vàng có 100 mấy chục ngàn chỉ à. Nếu mà làm dành dụm một tuần cũng kiếm được mấy chỉ vàng. Mục đích mình là đang muốn kiếm nhà riêng. Sanh đứa con đầu thì vui lắm. Bả đau bụng cái đưa vô bệnh viện. Bả nằm đó bả đang đau bụng thì bà già vợ mình mới đưa vô nuôi. Kế bên có con bé kia nó bị đầm huyết băng gì đó thì mới đưa vô bệnh viện nhà nước. Mình đang nằm bệnh viện tư nhân. Bà già thấy không có ai hết trơn đẩy qua đưa con bé kia đi giống như con ruột. Bên đây vợ mình đẻ con mình không ai biết. Khi trở về kiếm con chú đâu, con đó bụng đâu, con bả nằm đó, cháu ở đó luôn đó, đúng rồi, đẩy ra luôn đó. Bao lâu sau khi sinh thì gặp con? Sinh buổi trưa thì buổi tối mình về tới. Thật sự nói là mấy ngày nữa mới sinh nhưng mà vợ mình sinh rất là nhanh. Đang đi chợ đó cái bị ra nước gì đó rồi đưa về bệnh viện là bác sĩ giữ ra luôn. Chiều chiều sanh thôi, 3 giờ khoảng 3 giờ. Trời ơi, ông già vợ mình biết ông la, ông chửi quá cho mấy ông miền Tây mà. Nếu như vậy tính ra thì là cái công cuộc sinh nở của chị nhà anh Hoàng là khá là thuận lợi. Gia đình anh Phong đi sao? Thời điểm mà bà xã anh sinh đứa đau lòng là rất vất vả. Bà xã anh sinh xong thì vào phòng hồi sức thì gặp một cái sự cố, phải mổ lại. Đủ mấy tiếng sau hồi sức để gặp vợ thì anh phải gặp bác sĩ và anh phải ký vào một cái giấy là 50-50. Đúng rồi, như kiểu là thủ tục thôi. Nhưng mà lúc đó mọi người hiểu không? Cái cảm giác là lần đầu mình đối mặt với một cái tình huống gọi là thập tử nhất sinh á. Cái cảm giác như vậy. Vợ mình cũng biết điều đó mà rất là đau. Hết thuốc, hết tác dụng rất là đau. Bà xã mổ lại chính cái vết mổ cũ để xử lý một cái sự cố ở bên trong. Chính vì đó mà bà xã mình cũng ám ảnh cái việc sinh. Sau đó thì mình cảm nhận được cái giá trị của cái sự sống. Một cái chuyện không tốt nó đến thì luôn luôn nó đón chờ một cái điều tốt đẹp. Sau đó tụi anh đón xì chung đứa đầu lòng rất là kháu khỉnh và rất là yêu. Sau đó là anh viết cái bài gì đúng không hay sao? Ngay sau đó thì có ra đời cái bài Ba Kể Con Nghe. Trời ơi, cái bài hay lắm anh ơi, vừa mới nghe kể cái lại biết luôn đó. Đặc biệt nha, có một điểm nha, nhất là những ông bố đón đứa con đầu lòng. Nên khi đón đứa con một cái là nó thiêng liêng lắm. Không biết là Hoàng cái khoảnh khắc đầu khi mà ẩm nó trên tay này thấy gì? Cảm giác nó lạ kỳ lắm. Đầu tiên mình nghĩ bụng mình đủ hết chuyện hết là cô có thể gặp con. Mình cảm ơn ba mẹ vợ rồi này kia, cảm ơn vợ. Nhưng mà khi mình vô mình nhìn con mình không nói gì nữa hết. Cái mình nói đứng đây hồi mình sẽ khóc. Mình khó chịu quá, cái mình giả bộ mình đi chỗ khác. Mình đi chỗ khác mà không biết mọi người tới giây phút này có mọi người có hiểu mình bỏ đi như vậy là mình. Cảm giác mình chạy cái cảm xúc. Ở dưới quê đẻ là có cấp đó mẹ mình còn sống. Là mẹ mình, rồi dì mình, rồi chị mình, rồi em dâu, em chị dâu, rồi bên bả cũng là cô dì dượng, mười mấy hai chục người phụ nữ xung quanh. Thì mình đứng sớ rớ đó thì ông và vợ mình ra nói đi về, tối nay ở đây cũng canh vợ con mà về nhà. Ở đây mình thấy mười mấy người đàn bà không có chỗ nằm nữa, mày nằm đâu, mày bự quá rồi nằm đây rồi, con mày chỗ đâu nằm, vợ mày sao nằm, đi về. Vậy hả ba, anh về nghe em rồi lên xe đi về. Dạ không có bé con hả? Trời ơi anh bỏ mất một cái cảm giác mà trời ơi không, có nghĩa là khó lấy lại vẫn đứng đó, vẫn nắm tay, vẫn nhìn nó, nhưng mà mình thấy nó nhỏ nó đỏ lờ mà mình sợ nhỏ lắm, mình chưa có ẩm ai bao giờ. Chuyện này là Đoan Trinh là đã biết chưa? Đã biết cái việc mà không ẵm con thì là lần đầu chia sẻ đúng không? Đúng rồi, số mình sướng. Nghe là sinh hai đứa con ra, mình chưa bao giờ giặt một cái tã, chưa bao giờ giặt đồ cho vợ, chưa bao giờ nấu cơm cho vợ. Chung quanh vợ mình lúc nào cũng có 5-6 người phụ nữ mà. Và bà chị vợ của mình, bà chị thứ hai mấy đứa ở trong nhà kêu bằng má hai á, là ở với mình hồi nhỏ lớn luôn. Nghĩa là bà không có chồng, gia đình đẻ đứa con lớn ra bà ở luôn, và đẻ đứa con nhỏ bà ở luôn. Nghĩa là vừa đẻ xong ra cách ly liền là má hai nuôi lớn luôn. Là nhiều khi con mình không dám la, mình la bà giận. Nhiều người nói ủa sinh con mà nhiều khi cực quá, thức đêm canh đồ uống sữa nữa kia. Thì Hoàng không có cái diễm phúc đó, ở mặt xã hội thì rất là ok, nhưng mà thật sự là ở trong gia đình á thì Hoàng còn thiếu sót rất là nhiều, thiếu sót rất nhiều luôn. Khi con mình lớn lên ở với bà chị hai mình, sau đó bà chị hai mình có chồng, bạn mình ở bên Úc về để ý bà, gia đình mới gả. Khi mà bà đi có chồng thì con bé nhỏ
nhỏ xíu à, 3-4 tuổi rồi đó. Ê, nó nắm áo cưới bà, nó khóc quá trời, con không cho má có chồng, con không cho má có chồng, tại sao má bỏ con. Trời ơi, mà cả cái đám cưới ai cũng nhìn nó giống như bả là má ruột nó mà bỏ đi có chồng. Trường hợp của gia đình anh Hòa là một cái trường hợp theo em thấy là nó rất là đặc biệt luôn. Lạ đó. Anh có cảm thấy tiếc không? Khi mà cả hai thiên thần của anh ra đời, anh không có bế. Nếu như mà là được sự lựa chọn thì anh có muốn quay lại? Anh thấy không có tiếc. Mỗi một con người ở một giai đoạn và tất cả mọi thứ mình làm cái gì mình cũng đều mong muốn cái gì tốt nhất cho con mình. Thí dụ Hoàng nói với con gái lớn, con muốn qua Úc du học không? Thì bé nói không, con muốn ở Việt Nam. Ok, nếu con Hoàng là nam thì Hoàng sẽ hướng nó đi học du học này, du học nọ. Nó là trụ cột cho một gia đình, trụ cột để nó nuôi vợ con nó. Người phụ nữ ở phía sau mới là quan trọng. Anh chỉ muốn là con anh là hạnh phúc đơn giản trong tình yêu cũng vậy. Con lớn rồi, ba không cấm con yêu, nhưng con hạn chế yêu trong nghề thì ba mừng. Còn nếu con yêu trong nghề thì con phải cho ba biết người đó là ai trước khi yêu, chứ không phải sâu đậm rồi thì ba không trả tay kịp. Bây giờ tới một cái phần mà là hồi nãy á, anh Hoàng đã nói là cũng như là anh đã hứa ngay từ đầu chương trình luôn. Anh sẽ nói thật. Cái phần này nhiều ông lấn cấn lắm là vợ tôi vô số tội. Vợ mình rất là kiệm lời, ở nhà hai mấy năm mà chưa bao giờ cự cãi một cái điều gì hết, nhưng mà khi bà nói ra là dễ sợ lắm. Làm hết tất cả mọi thứ nhưng mà đoàn phim có chuyện gì mấy đứa kêu bả là chùm cuối đó, còn bả đó nói một là một, hai là hai, ốp đò nghỉ là nghỉ, không có nói nhiều. Ở nhà là bả có cái tật á là tất cả mọi thứ gì tôi mua về là phải mẹ bắt buộc. Có nghĩa như là vẫn là một cái món đó, nhưng mà là phải bằng mọi giá là tìm cái chỗ bán được rẻ không, mới mua hay sao? Mua mắc về nó rẻ. Đó là mình nói đúng không? Đúng, ai nói mắc là sẽ bị la. Bất cứ bóng đèn hay làm cái điều gì là bả làm hết á. Là chị tự động chị muốn làm hay không, là sao? Anh kêu họ về là bà không đồng ý. Thí dụ dính vào tiền bạc thì bà có quyền nhất. Thí dụ muốn làm gì, bao nhiêu, gì thì phải nói với bà là từ cái tài khoản bà mới rút ra được. Còn thí dụ hôm nay anh đi quay bao nhiêu tiền, bà không hề biết. Anh đi xô tỉnh bao nhiêu ngày, anh lấy bao nhiêu tiền bà cũng không biết. Bà là ghê lắm, bà bây giờ có danh là dung dính ngón luôn đó. Không giỡn đâu. Thiệt hay là... Thiệt, bả 10 ngón, nhưng mà lúc trước bà bị gút. Dân gian dễ mẹo là chặt trái dừa lửa. Mới chặt dừa lửa xong mới bầm chầu á, để vô 30 phút là khi bà canh là sáng sớm tôi ngủ á, thức dậy trên đó là xúc miệng có mặt đi toilet là kia là 30 phút. Là ở dưới này là bà chặt, cầm trái dừa chặt cái bụp, rớt cũng tài. Rớt ngón tay, nếu mà như người ta xung quanh quá trời người thì la lên, người ta sẽ đưa đi bệnh viện, đúng không? Không có. Dừa vẫn để nguyên cái đậy nắp lại, lấy khăn giấy lau sạch sẽ máu ở trong nhà bếp, giống như là giết người phi tang đó. Lụm cái ngón tay, lấy cái khăn giấy quắn lại, bụp đây nè, nguyên ngón tay, ra khóa cửa, đi lò bộ ra bên kia, kêu xe ôm đi qua bên bệnh viện gần nhà. Mấy anh bệnh viện nhìn bả giống như là bả giang hồ, đi không cũng ngón tay mà đi vô mình. Rồi đi ôi vô, trời. Ừ chưa, đi vô wow. Xong, đi vô xong, đâu có nói lại được. Cái bên đó cái tay nó hoại tử, nó không gắn vô được. Xong xuôi cái về gỡ ngón tay là ra, còn cục cái băng cái cục gì tôi không biết nữa. Tối vô về cái, thường thường là tối về ư líu lo như này lắm. Ủa xong bữa nay vắn tay rồi, vô phòng thấy một người mặc đồ ngủ mà giơ ngón tay lên lầu băng cục. Cái gì vậy, cái gì cục vậy? Cái lúc đó bà chị dạ chưa có đi Úc. Trời ơi, nó rớt ngón tay đó. Thiệt không? Thiệt, rớt ngón tay đó. Nó xạo bạch, nó đại đức, nó không thầy gì hết. Dạ. Có một cái thuyết âm mưu đằng sau đó. Phải hàng đó là mối ông là... Hoàng làm gì là bà giết. Đúng không những ngón Hoàng, tay đó. Hoàng làm chuyện gì sai bà là bà giết nó. Ừ. Đây, ngón tay này. Người phụ nữ lạ lùng lắm. Hai giỏ xe hơi. Lần đầu tiên hai biết ta đạp ra đạp vô gắn sao không biết nữa. Cái đầu lấy xe chạy, tôi đang chạy. Ủa cái gì vậy? Bánh xe hơi kỳ vậy? Bà nói em mới thay hôm qua. Nhìn xuống ốc văng ra trơn rồi, trời ơi còn hai con ốc chút xíu à. Nói trời ơi còn chút xíu chết rồi, tôi lại bà. Tức quá, đợt sau em thay lại. Nó phải đúng em mới chịu. Bây giờ tới cái phần mà là tôi vô số tội. Anh thích cái gì đó, anh đi từ nãy anh chỉ bắt anh thích gì. Anh mua về, bà anh mua nhiều quá, anh không dám đem về nhà. Anh sẽ mướn một cái kho, anh đẩy vô kho anh giấu. Giấu xong khi anh cắt nhà xong anh mới mướn vào những xe tải đổ ra. Thì lúc đó bà đứng bên phía này. Đâu nhiều vậy? À, đâu vậy? Giấu tiền nhiều lắm nè. Làm gì? Ê, không có giấu tiền nha. Tôi bà rõ ràng, tài khoản tôi, tài khoản bà là tài khoản bà, tài khoản công ty là bà giữ. Ví dụ tài khoản của anh thì anh được quyền. Đúng không? Ngày trước cái mấy đứa bạn tôi giống như tôi chơi thân không? Khoảng 7-8 người là đếm nào cũng gặp nhau, không gặp mà nó qua nhà nó chọi đá, ăn thân ghê ha.
Ừ. Thân ghê, thân kỳ ghê. Ừ. Vậy? Mà nó biết về nhà rồi đó, chọi đá vô vô nhà nó làm rần rần. Bà nói kìa, nó quậy quá, xuống đi đi, ở đây sao ngủ nổi. Là phải đi, mình nhậu cái âm có bồ, âm này có vợ, người này có kia. Chút xíu cái điện thoại vợ kêu về, bồ kêu về. Mà đi với tôi hoài không thấy điện thoại của vợ tôi gọi. Thắc mắc nó không có đâu, mày không tin nè, một chầu nhậu mà giữ điện thoại đi. Đây tới khuya tới mai mà bả gọi cho tao đó là tao thua mày một chầu ăn sáng. Còn nếu bả không gọi á là mày thua tao. Thật sự vợ không bao giờ gọi. Ừ. Cái bọn đứa nó ngồi nó nhậu nó phân tích là bây giờ mày đi gì bả nhà bả có vợ bé rồi. Ô quên, bả có chồng rồi, bả có chồng bé rồi. Ừ, bả có chồng bé rồi. Bả dẫn thằng đó về nhà rồi, bả đi ngoại tình nên bả không có để ý với mày. Nó ghét thấm má. Nhậu nó ngày không thấm, thấm xong cái về gần bà, gần là cái nhà tôi đó là bề ngang 8 mét, cái tôi cắt nhà bên có 4 mét thôi, còn cái sân đây 4 mét thì nguyên cái hàng cửa sổ. Tối nào 11 giờ lại tới giờ 10 giờ nhậu gì tới 1-2 giờ, cứ 10 giờ rưỡi về là núp bên cái giàn cây ở nhà, tắt xe xa dẫn bộ lại ngồi đêm nào ngồi mấy đêm luôn, mũi cắn chết bà luôn, không có thằng nào xuất hiện. Nói cái gì kỳ vậy, sao kể mà nghe đi, ông khùng hả, ông điên sao ông gần tôi. Đưa ngón tay ra chứ. Không có, nó chưa rụng ngón tay. Trời ơi, cái sao không có ra chửi mấy bạn. Mày điên á, mày khùng á, tao gần bả đâu có đâu. Trong cái câu chuyện gia đình của anh Hoàng á, dường như là chị sinh ra là phải dành cho ảnh á. Tại vì nếu như mà không phải chị thì em thấy như là không có cô nào chịu nổi anh. Đúng, nếu gặp người khác thì mình sẽ sống khác. Ừ. Tại vì 1 năm, 2 năm, 3 năm thì từ từ mình thấy câu chuyện này nó bình thường. Ví dụ anh ở trong nhà, anh muốn ăn cơm thì anh nói ăn cơm thì anh mới có cơm ăn. Anh không nói gì hết, nó im lặng là không bao giờ, vĩnh viễn anh không bao giờ có cơm ăn. Không phải là chỉ giận. Tại vì trong nhà là có quy định là nói ăn cơm là phải ăn. Tối nay Phong anh muốn về nhà ăn cơm, nhắn tin anh muốn ăn cơm, bà ăn gì. Anh nói là khô hay là canh chua bất cứ điều gì thì bà sẽ đi chợ. Nhưng mà anh đi nửa chừng anh thấy bạn bè gọi nhậu nhẹt thì anh quay đầu xe lại. Thì đêm đó về anh phải giải quyết cái mâm cơm để trên bàn này. Nếu không là đừng hòng có cơm ăn nữa. Nhiệm vụ chính của anh là làm cái gì? Anh ăn nhẹ nhẹ một xíu hoặc anh không ăn, anh lấy bịch anh đổ, bịch lông anh hết, anh xiết lại. Anh đi ra ngoài đầu đường, anh dùng thùng rác anh đặt, anh đi vô để dán bát vô y như cũ. Khôn phải ngoan là phải bới 1-2 chén cơm đổ luôn cho nó bớt lại cái phần cơm giống mình ăn. Ok, mà mình cũng phải niêm cái đồ ăn cái bữa đó cái gì thì có bà hỏi. Được khi bà thấy mình tào lao á, các bạn niêm canh mặn lắm. Cái mình nói là ơ canh của em nóng ngon. Xạo với mày, qua tao đổ đóng mắm vô mà nó ngon. Trời. Có nghĩa là muốn đổ là phải ăn, ăn thử nó chua cay mặn ngọt để ngày mai có chắc chắn trả lời. Cái cuộc hôn nhân này đáng nó giống như lắm. Là một cuộc đấu trí đó anh. Mà là đấu mỗi ngày luôn á, nếu như mà là không đấu là chắc là hai vợ chồng buồn lắm luôn hay sao á. Buồn. Thật ra thì trong trường hợp này là hai vợ chồng tự khớp với nhau. Cái sự thấu hiểu là nó tự có ban đầu á. Từ lúc yêu nhau tới bây giờ là bà nói bà không xuất hiện ở truyền thông. Có nghĩa là anh ngồi đây anh không nói xấu bà được. Nhưng bà có nghe gì bà chửi anh chút xíu thôi rồi xong. Ví dụ bà đứng bà đau nhà bà đu gì đó bà chụp hình đó. Xóa đi. Không, anh chụp dáng em mà đâu chụp mặt em đâu. Ví dụ vậy. Báo ra nhà phải không, ăn uống gì bà nấu hết đem cái đó. Xin bà chụp tấm hình, không cho là không cho. Và kể cả Hoàng làm nghệ thuật hai mấy năm nay bà không bao giờ ủng hộ à, hay là giải thưởng hay là một cái gì cuộc phim của tôi mà bà ủng hộ, không bao giờ. Có ủng hộ con không? Việc làm nghề. Không. Nhất định bông chị của nó hay không, cái nghề đi sớm về muộn, cái nghề không có giờ giấc quy định. Tới bây giờ học rồi nhưng mà mỗi lần mà đi tập hay đi làm gì về mà 9 giờ 10 giờ đêm á mà chưa về tới nhà là cái ở dưới nhà Hoàng là có một cái nhà bếp rộng là bà ngồi đó bà nhìn ra cửa, đợi là nó bước cửa vô nhà bà mới lên phòng. Wow. À. Bà nói sao học giờ này chưa về, nó chị học nghệ thuật là buổi chiều nó phải tập bài, học như cái trường như kia cục 5 giờ 6 giờ không về mà học tới 9-10 giờ. Dạ thưa bà, nó tập bài, nó thi học kỳ, thi này thi kia, ở nhà tôi là người mà chấn an hết. Còn khi nào mà tôi ra khỏi nhà mà nó chưa về, bà nhắn tin. Đó, 10 giờ rồi đó, nó chưa về kìa. Thì 11 giờ nó về, em làm dữ vậy. 11 giờ nó không về sao? Thì 12 giờ nó về. Trời ơi, ông cũng nhây dễ sợ luôn á trời. Xong nhây, hai chồng tôi nhây lắm. Rồi, và để cho cái chương trình này là nó đừng có nhây nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tới một cái phần mà là khiến cho hai bố phải vận động nhiều hơn. Gì nữa? Nãy giờ là ngồi yên nói không à. Phần này mang tên là Siêu Bố Trổ Tài, nơi mà hai ông bố bỉm sữa sẽ thi đấu với nhau. Xin mời. Và ở phần Siêu Bố Trổ Tài này, hai ông bố của chúng ta sẽ trổ tài làm họa sĩ. Bức hình mà hai ông bố phải vẽ đó chính là hình ảnh của người vợ thân yêu của mình. À, đây dạ. Khó ta. Nhưng mà chỉ tiêu rồi cách chấm điểm rồi các thứ. Nhìn ra là được rồi anh. Nhìn ra là vợ. Nhìn ra là được rồi. Thiệt. Nói chung là mình vẽ sao cả vợ mình đừng vợ người ta là được rồi. Okay. Cái đó nó mới quan trọng anh. 1 phút 30 giây cho hai ông bố trổ tài xin được phép bắt đầu. Thì ra. Em thấy anh Hoàng
phát họa chị có vẻ wow, y như hình. Chết rồi, cái cầm nó bị bự rồi. Không sao anh. Nó có gì thì nó có cái nọng bự về vợ chửi bánh xác luôn á. Vậy là bóp lại anh. Vậy là vợ đang ăn kiêng đúng không? Bóp lại. Cái nào mà là dư quá thì bóp lại xíu. Tí nữa mình chỉnh lại nha. À. Em thấy bắt đầu ra hình rồi đó anh. Ra chưa? Ra rồi. Ví dụ như đây là mây nè, còn dưới kia là đồi núi nè. Giống ngọn núi hả? Rồi bên đây thì sao đây? Ô, rõ ràng là hai trường phái khác nhau anh ơi. Bên kia ra con cá phải không? Không, bên đây là Picasso. Hay là ra ngón tay? Em cũng biết luôn, tại vì là thường thường Picasso là vẽ tranh trụ tượng đó anh. À, nhìn vô là khó hiểu lắm. Không hiểu đó là gì luôn phải không? Dạ đúng rồi. Wow. May quá, không phải là ra đàn ông là được anh mà. Trời ơi, mắt bồ câu. Trời ơi, đôi mắt bồ câu. 24 còn 30 giây. Sao mà nó thành cái giây. Bà gì vậy? Ôi man, thành cái bà gì đây? Tiếp đi anh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, à, thêm 3, mấy cái cảnh nha. 2, 1, thôi giờ. Xin mời 24 dừng bút. Đầu tiên sẽ là... Đây, tác phẩm của nam nghệ sĩ Hoàng Mập phát họa vợ của mình. Theo như cá nhân em thì đây là một bức tranh tràn đầy tình thương. Vâng, với những nét vẽ siêu thực. Anh chỉ cần ghi vô ba chữ thì hiểu liền. Vợ Hoàng Mập. Hay quá anh, rất có tâm. Em là Thì Dung. Nữa luôn. Em cũng rất mong là nếu mà chị Dung có coi chương trình này thì chị sẽ chụp lại bức hình này nha. Biết đâu đây sẽ là một kỷ niệm rất là đẹp của hai anh chị. Còn về chị có chửi anh hay không thì anh xui. Em không biết. Kiểu dạ cảm ơn anh rồi. Kiểu này xong phim là người dạ, tiếp theo. Dạ cầm giùm em đi. Dạ tới đây. Người tiếp theo mất đây ngón tay. Đây là Van Gogh nè. Cái này là Van Gogh nè. Bên kia là Picasso, Van Gogh là nhìn vô biết luôn. Em bây giờ sửa được không? Anh muốn sửa gì? Sửa cho trẻ hơn chút. Thoải mái anh. Ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tiếp đi anh. 3, okay. 2, 1 và hết giờ. Okay. Để xem. Mới thêm đây. Oh, nâng cấp rồi. Nếp nhăn ở trên mặt. À. Được. Nếu như mà là cho điểm á thì là khá khó, bởi vì là hai bức tranh này là đều hai trường phái khác nhau, phải không? Okay. Thôi bây giờ trên thang điểm 10 đi ha. Bức tranh của anh Hoàng Mập anh cho nhiêu điểm? Cho tôi nhiêu. Bây giờ mình cho bên này thấp là bên này cho mình thấp. Đúng rồi. Nè bây giờ nè quá. Nào 3 2 1 là cả hai cùng nói số điểm nha. Chuẩn bị. 3 2 1 9 điểm. Cái này là cố tình nè, cố tình nè. Tại vì mình nghĩ tình là không phải cố tình. Phụ nữ nó phải cho 10. Mặc dù không tới 10 đâu phụ nữ. Không. Số 0 là bình thường. Phụ nữ mình phải chừa lại một điểm để cho bà cố gắng. Không. Cho điểm 9 điểm thôi. Rồi bây giờ là cũng đã gần như kết thúc chương trình rồi đó. Hai khách mời của chúng ta cố vấn nè, khách mời nè, có điều gì muốn nhắn gửi tới các bạn khán giả, đặc biệt nha là các gia đình trẻ chuẩn bị đón thiên thần ra đời. Mỗi giai đoạn, dù trẻ, dù già, 20, 30, 40, 50 thì nó có niềm vui riêng nha. Khác biệt hết. Khác biệt, nó có nỗi buồn cũng khác luôn. Thì ở trong nhà mà, cái gì vui thì mình chấp nhận, buồn thì mình cố gắng mình vượt qua. Thế thôi, mình thấy cái buồn mà mình chuyển buồn thành vui là mình ok. Còn anh Phong thì sao? Tôi thì tôi nghĩ các bạn trẻ cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đến đâu hay đến đó và học dần. Mà quan trọng hơn á, đặc biệt là đừng có giống Hoàng Mập à, nhất là cái khoảnh khắc đón con chào đời là phải giống tôi à. ráng không, tại vì cái khoảnh khắc đó là thiêng liêng lắm trời nè, ơi sao trình này về nhà năn nỉ bà đẻ thằng nữa nè, mình sửa sai đó, nếu không bả mang bầu tôi mang bầu giùm bả luôn, tôi đẻ giùm bả luôn, sửa là thử sửa tới đỉnh. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều.